À, chúng ta sẽ đến với event chiến binh bí ẩn. Dạ. Thì đây, phần quà. Nó trước hoài mới có hứng thú để đi đúng không? Đấy, thì đi cái này sẽ được tiền này. Để bài nước vợ, mỗi ngày thì nó sẽ có giới hạn. Đấy. Rồi, cái sức mạnh một phép là khi bạn đi xong sẽ được nhận số tiền này. Tiền này sẽ tăng cái gì đó tùm lum tà lưa thôi. Rồi nữa, này tăng tỷ lệ rút lại bộ cao cấp sẽ tăng tỷ lệ tốc độ tấn công mạnh lắm. Đây, con này là những yêu cầu nhé. Không được quá đội 6 người. Ở đây có trò chọn 8 người. À, vô. À, đây. Mặc dù cho chọn 8 người nhưng bạn chỉ có thể đổi qua khi bạn gặp được cái tầng mà cho phép bạn đổi thôi. Đi hai tầng vẫn chưa bắt buộc xài một đội hình. Đấy. Chứ không phải là Dư La Hoàng nó có hai đội hình đi riêng biệt. Thì nên đánh sau còn rồi nha. Ra đi. Ra thì bạn có thể gắn thêm những cái bùa này, đừng có gắn với tôi nha, mấy cái bùa tôi gắn toàn là tăng tốc độ di chuyển không à, tại tôi tại tôi nó cũng mạnh rồi, không có lo vụ thiếu đam. Ở cấp độ tôi đi khiêu chiến là 85 nha, 85 trời ơi. Đây, làm sao sử dụng bùa khi nãy trang bị này, chúng ta chỉ có 3 lần sử dụng thôi mỗi mùa. Mà bản đồ bấm nút U nha, thì bàn phím, còn điện thoại tôi không biết, đây là bản đồ nha. Let's go, nhớ phá mấy cái thùng này nữa, vật nhiệt thể. Một cao cấp không có lập cái gọng tăng thêm được chuyện gì mới nhớ ba vật thể nữa nha. Ủa cái đam nè, thằng đàm chứ. Ở đây sẽ lâu lâu sẽ xuất hiện mấy cái rương nha. There are four great spirits and three spokes in the Mitsudomoe. This domain is a magnificent work of Onyodo. Over a thousand types of Shikibuna were once placed here. Nine of which are cái rương trong đây sẽ học cho Nguyên Thạch, nó chỉ cho sách tăng cấp thôi. When used wisely, it can be a great help to chỉ một ít thanh gì vậy? The secrets therein. Bộ anh chọn, à quên nói với cái bộ này chọn vĩnh viễn nha, dính trên người vĩnh viễn luôn. Còn. All hidden within these Shikifuda. Đây, đây là phòng đổi nhân vật nha, tập độ nhanh. Này, đó. Nhưng mà đội hình vậy tôi đang sử dụng đội hình mạnh nhất rồi nên tôi sẽ không cần đổi. Ây da. Ngoài ra trong đây cũng có những cái bẫy ẩn nữa. Đi lâu lâu sẽ đạp. Đây nó có rương nha. Không biết ngay mà.
Ốc cần tìm cũng được, nhưng nếu bạn đang đang thiếu sách thì nên đi lùm hết nha. Tại này là không cho nguyên thạch. Ở đây có hai, khi khiêu chiến sẽ cho hai chế độ nè, một là dễ, còn hai là khó. Tôi sẽ chọn khó vì tôi muốn rút bùa mạnh hơn. No, my sword. Let me leave you. Wow! Retribution. Đừng quên rút bùa. But why did people want to do battle in this domain? On the way here, I noticed many damaged shikifuda and all kinds of weapons, as well as the scent of grilled fish. It. Who was it that left all this behind? This. No. Not good. Đây, thẻ đặc biệt. Ở trên đây có 7 nha. Ây da. Ít. Ờ, tôi quên nhìn dưới có rương không nữa. Nó dưới có 7, bây giờ trên thì cũng có 7 luôn. Chó. Đi bên đây đi. Đây không chừng có rương nè. Đúng rồi, bên đây có rương. Adventure time. Off we go. Adventure time. Cái bộ hồi nãy là bộ không cần thi chiến, ít thì lấy luôn. Au! Rồi quay lại thôi. Mà cần gì phải đánh với dở cái đó ra nhỉ? Ờ, lỡ gà cũng lụm cái rương rồi. Ờ. Đúng là làm màu. À, có máu nè, hên quá. Trọng bộ phi. Nghe ta sẽ thương vật lý tế thôi chắc. Tiệt, nó không cho như hàng đi lướt được thôi bao nhiêu thế. Tôi bị dính bùa hiệu ứng bất lợi quá. Chắc lát phải đi kiếm cái xóa bùa, có hiệu ứng bất lợi chứ.
Rồi, không cho gì đứt ra, tao chơi con khác cái gì đâu. Sức mạnh không kè cao phá thì mà lo gì. Đó. Để test lại. Nếu mà không cho đi lướt được hồi mắt. Qua tầng kế tiếp. Không cho đi lướt thì lát đổi đi lướt qua con khác. Có vua chẳng hạn đúng không? Đấy. Nó bùm 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 nó vui hơn nhiều. Adventure time. Let's light it up. Witness the power. Trời ơi, có bộ sao hiệu ứng ngất lời đi. Trời ơi. Nó cho tôi nãy tôi chọn bộ tăng giảm hay lực thì chạy chứ. Khám phá map để đơn giản hơn. Off we go. There is no escape. Another test subject. Everybody stand back. Inazuma shines eternal. Rain outlines your face. Rain cutter. Áo yên ơi. Let's light it up. Teamwork is dream work. Shine down. Rơm. Ờ. Chờ. À dạ. À nó cũng cái yêu cầu mình đập đồ chứ, phải đập. Rồi đâu đâu ta. Nếu có kìa. Bên em đó. À bên đây. Sáng sáng kìa. Không phải trèo lên nữa mới đúng. Man. Rồi. Ê chạy lẹ. Tụi mình bị mù đường mấy ông, phải bây giờ tôi phải coi bản đồ gì tụi. Trời ơi, mày giấu ở đâu?
ấm ta. Hình như cái à cái này tôi đi lần đầu tôi lụm rồi. Vậy không có. Đi lần đầu lụm lần sau không tính. Mẹ ok ôi là chơi hết luôn. There is no escape. Now you shall perish. Hoàn thành thi luyện. Sao thì đã xong thọt ra. À nếu bạn đi lần đầu mình lụm rương là lần sau mình không được lụm rương lại chỗ cái chỗ đó nữa. Chỗ đó sẽ không hồi rương lại. Cũng khôn mới chứ. Tại hồi nãy quay clip cúp chuyện cái này bị cúp điện rồi. Bị lỗi rồi. Đã phải qua khác quay nữa. Rồi nâng cấp thôi, đúng không? Quá nâng cấp. Ngày đầu tiên sẽ là một ngày 800 điểm. Mạnh một chú lên. À như tôi phui rồi. À chuyện gì chưa? À muốn trí thức, muốn liền. À. Nghe chuẩn bị đốt một lít khó chịu quá. Rồi, nghe màu chỉ cái dưới đó thôi. Đây, cái này quýnh thêm nha. Nhưng mà tôi sẽ để cho mấy cái này này. Ngày cái tiếp sẽ có cái này. Rồi, em lại anh em và quýnh những clip sau. Này, giờ tôi đi quay cốc chị này.